thì cái nội dung về quan hệ điện từ trong động cơ phân bổ sẽ còn có 4 phần chính. Thứ nhất là phần đại cương, giải thích tại sao, phân tích như thế nào. Thứ hai là các cái phương trình cơ bản và mạch điện thay thế. Mình sẽ đi thành lập các cái phương trình cơ bản trong máy điện, trong cái động cơ không một, và sau đó xây dựng cái mạch điện thay thế. Phần thứ ba là giảm đồ năng lượng ha, giảm đồ năng lượng tương tự như máy biến áp. Rồi phần thứ tư là moment của động cơ phân bổ, mình sẽ đi phân tích cái đặc tuyến moment của nó phụ thuộc theo cái hệ số trượt. Thì đầu tiên á, thì như hồi nãy thầy đã có nói á, thì xét về cái quan hệ điện từ, xét quan hệ điện từ ha, có nghĩa là cái liên kết điện từ giữa các cái bộ phận bên trong động cơ, thì ta có thể coi cái động cơ không đồng bộ nó giống như một máy biến áp, và có thể phân tích nó y hệt như làm với máy biến áp. Thì ở chương 2 đã đi phân tích cái máy biến áp nữa, cách biến đổi các phương trình để nó ra được cái phương trình tương đương, và quy đổi nó về cái sơ đồ mạch điện. Thì đối với cái động cơ của bạn, dây quấn stator mình sẽ coi nó tương đương với dây quấn sơ cấp. Tại vì stator thì mình sẽ cấp điện vô ha, mình sẽ cấp điện vào dây quấn stator. Rồi dây quấn rotor thì nó tương ứng thứ cấp. Thì cái rotor này tương ứng dây quấn thứ cấp, và được dây quấn thứ cấp này được nối ngắn mạch, giống như máy biến áp mà được nối ngắn mạch. Tại rotor thì này thì mình không có lấy điện ra mình xài, không phải như máy biến áp là mình sẽ lấy điện ở thứ cấp ra. Ở đây rotor nó được nối ngắn mạch và dòng điện rotor nó sẽ chạy trong cái mạch vòng của phía rotor, để nó tương tác với từ trường quay, nó tạo ra cơ năng. Rồi cái phần mạch từ của stator và rotor, rồi khe hở không khí giữa stator và rotor thì nó đóng vai trò là dẫn từ trường. Từ trường nó sẽ đi từ stator chạy qua rotor, thì nó đi xuyên qua cái khe hở không khí ở giữa. Tại vì giữa rotor với stator nó phải có khoảng trống để cho cái rotor nó quay, thì cái phần đó gọi là khe hở không khí. Thì cái phần từ trường nó đi xuyên từ stator, nó sẽ xuyên qua khe hở không khí và tới rotor. Tại sao nó nhắc tới khe hở không khí? Tại vì chỗ khe hở không khí nó không có cái phần lõi sắt, nó không có mạch từ, không có lõi sắt. Mà không có lõi sắt thì từ trường đi qua đó nó sẽ chịu ảnh hưởng của cái từ trở rất là lớn, do cái khe hở không khí cái từ trở nó lớn, nó cản trở từ trường bớt. Nên cái phần từ trường truyền từ stator và rotor nó phải qua khe hở không khí, là một cái phần mình cần phải xét tới rất là nhiều ha. Thì do khe hở không khí nên từ trở của cái mạch từ của cái động cơ, nếu mà xét cái từ trở thì nó sẽ lớn hơn nhiều so với mạch từ bên máy biến áp, đúng không em? Thì đây là cái hình mô hình hóa từ cái stator, stator đây ha, dây quấn stator, dòng điện nó chạy qua, thì nó sinh ra một cái từ trường quay, từ trường quay nó sẽ truyền qua phía rotor, thì liên hệ bên stator rotor nó thông qua từ trường quay. Thay vì cái loại sắt máy biến áp thì nó thông qua cái từ trường quay quay xuyên qua hệ không khí, và bên này rotor nó sẽ nhận được cái cảm ứng từ, nó sinh ra dòng điện cảm ứng trong này, hoạt động nó rất là giống máy biến áp. Tuy nhiên là mình không có lấy điện áp ra mình xài, mình không có cần lấy điện áp thứ cấp ra, mà mình dựa vào cái dòng điện cảm ứng chạy trong rotor này, nó sẽ tương tác với từ trường quay này, nó sinh ra cơ năng. Thì họ truyền tải năng lượng từ trường thì nó tương tự máy biến áp, nên mình có thể phân tích nó giống như máy biến áp này. Thì đầu tiên mình sẽ đi vào cái phương trình cân bằng biến áp trong dây quấn stator. Thì phía stator đây, stator thì mình cấp điện vô thì nó tạo thành cái mạch vòng, nó sẽ có dòng điện chạy trong nó. Thì R1 GX1 này là cái trở kháng của dây quấn phía sơ cấp này. R1 này là gọi là cái sức phản điện động, gọi sức điện động cảm ứng cũng được, sức động dây quấn. Thì khi mà cái dòng điện nó chạy vô dây quấn thì dây quấn nó sinh ra từ trường, từ trường này nó lại móc vòng lại chính móc vòng lại chính lên trên cái cuộn dây quấn thì nó tạo ra cái sức điện động này, sức động trên dây quấn. Thì mình sẽ có cái phương trình cân bằng điện áp trong stator giống y hệt ở máy biến áp nha các em. U1 bằng trừ E1 cộng Y1 Z1. Z1 này tương đương với R1 cộng GX1 viết gọn nó thành Z1. Thì phương trình này giống hệt ở máy biến áp. Đây là người ta đã quy đổi về số phức rồi, giống y hệt máy biến áp nha các em, không có khác gì hết. Cái phương trình dây quấn phía stator giống y hệt phương trình cân bằng biến áp ở sơ cấp của máy biến áp.
Nếu không nhớ thì lặp lại coi cái chỗ máy nhắc là giống như vậy. Rồi cái sức điện động E1 này mình có thể tính được ha, sức điện động thì nó sẽ bằng là 4,44 nhân W1 nhân F nhân K dây quấn 1 nhân phi M. Thì W1 là số vòng dây quấn sơ cấp, số vòng dây quấn của cái stator, tương đương số vòng dây quấn sơ cấp phải như F là tần số điện, K dây quấn là hệ số dây quấn. Thì máy biến áp thì cái hệ số dây quấn này người ta cho bằng 1, hệ số quấn này nó bằng 1 thôi. Còn ở động cơ thì do cái việc quấn dây á, đây này, K dây quấn nó nhỏ, sẽ nhỏ hơn 1. Ví dụ nó có bằng 0,9 à. Thì nó là nói lên cái sự giảm sức điện động của dây quấn stator, do dây quấn nó rải lên trên các cái rãnh. Cái stator thì dây quấn nó rải thành một cái vòng tròn suốt theo cái đường kính của cái stator. Còn dây quấn máy biến áp là nó quấn tập trung ở trên một cái trụ ở chính giữa. Thì do quấn tập trung nên cái hệ số nó cao hơn. Còn khi mình rải cái dây quấn ở trên stator thì cái hệ gọi là giống như nó bị suy suy giảm cái từ thông vậy, suy giảm cái từ thông đi, suy giảm cái sức vận động cảm ứng đi, nên là người ta phải nhân một cái hệ số nhỏ hơn một, nhân 0,9 vô chẳng hạn. Và dây quấn nó rải ra trên cái rãnh ha, nó làm cho cái độ tập trung của từ trường nó giảm đi so với máy biến áp, nên người ta phải nhân một cái hệ số gọi là K dây quấn. Rồi phi M là cái biên độ của từ từ trường quay. Thì cái từ trường quay nó hình sin như thế này, thì phi M là cái đỉnh đỉnh cao nhất của từ từ trường ha, nói chung là cái biên độ lớn nhất của từ trường đó. Người ta gọi là từ thông cực đại, phi M còn gọi là từ thông cực đại, nó gọi là biên độ của từ thông hoặc là từ thông cực đại. Tương tự tới phía rotor thì người ta coi nó như là cái kiểu cuộn thứ cấp của máy biến áp, thứ cấp máy biến áp. Tuy nhiên là đối với cái rotor thì nó khác hẳn so với máy biến áp ở chỗ là gì? Máy biến áp thì cái cuộn thứ cấp nó đứng im ha, đứng im. Nhưng mà đối với rotor của động cơ thì cái rotor này nó quay. Mà khi nó quay á, khi rotor nó quay so với từ trường khi nó quay thì cái tốc độ, cái sự biến thiên của từ trường trên rotor nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào cái tốc độ quay. Và tốc độ quay này nó sẽ chênh lệch, cái sự chênh lệch tốc độ quay nó gọi là tốc độ trượt. Tại vì từ trường quay nó quét lên trên rotor sinh ra cái dòng điện cảm ứng Bây giờ nếu mà cái từ trường nó quét qua rotor mà càng nhanh á, thì cái sức động cảm ứng nó biến thiên càng nhanh. Từ trường rotor quét qua rotor, từ trường quay mà nó quét rotor càng chậm thì cái sức động nó biến thiên càng chậm. Thì nó quyết định cái tần số của cái tần số của dòng điện ở trong rotor ha, tần số của dòng điện và sức điện động cảm ứng ở trên rotor. Cái tốc độ chênh lệch giữa từ trường quay với tốc độ quay của rotor nó sẽ quyết định cái tần số ở trên rotor ha. Thì cái tốc độ chênh lệch này nó gọi là N2, gọi là tốc độ trượt ha. N2 nó sẽ bằng N1 trừ cho N. N1 này là tốc độ của từ trường quay này. N này là tốc độ quay của rotor. Thì mình lấy N1 là tốc độ từ trường quay trừ cho N tốc độ của rotor. Thì mình sẽ có được cái sự chênh lệch tốc độ giữa cái từ trường với rotor đúng không em? Rồi. Thì mình tính ra nó là S nhân cho N1 là số trượt nhân cho N1. Thì cái tần số của xung động cảm ứng và dòng điện cảm ứng ở trong rotor thì mình sẽ bằng số đôi cực V nhân với cái tốc độ trượt chia cho 60. Quy đổi nó ra là bằng hệ số trượt S nhân với F là tần số phía sơ cấp. Thì cái tần số dòng điện phía rotor nó sẽ bằng hệ số trượt S nhân với tần số F phía sơ cấp, phía phía stator. Ví dụ stator mình tần số là 50 Hz. Stator tần số 50 Hz. Cái hệ số trượt giả sử như là 0,1, thầy ví dụ ha, giả sử là 0,1 thì tần số ở phía rotor nó là 5 Hz, 5 Hz ha. Tần số nó chỉ có 5 Hz thôi. Tần số rotor thường nó sẽ rất là thấp ha. Tần số dòng điện phía rotor thường rất thấp. Tần số thấp là sao em? Có nghĩa là nó biến thiên cái đường hành sin nó, cái chu kỳ nó dài ra. Rotor ví dụ đường sin nó như thế này, minh họa như thế này ha. Giả sử phía rotor phía stator ha, tần số cao, tần số dụ 50 Hz. 50 Hz như thế này. Thì cái phía mà rotor tần số nó nhân với hệ trượt S thì cái tần số nó sẽ cái tần số nó sẽ
tần số nó thấp nó sẽ cái đường sin nó sẽ cái biên độ nó cái tần số nó thấp thì cái chu kỳ nó sẽ dài ra ha, cái đường sin nó sẽ dài ra. Rồi thì đó là nói về cái đặc điểm phía rota ha, tần số nó sẽ bằng s hệ số trượt nhân với f là tần số phía sa tần. Lưu ý cái này, cái công thức này cũng cần lưu ý nha. Sau này một số câu hỏi trắc nghiệm ha, người ta yêu cầu tính tần số phía phía rotor, tần số phía mạch rotor thì mình phải nhân hệ số trượt s, lấy tần số phía stator nhân hệ số trượt s thì mình sẽ ra được tần số phía rotor. Công thức này công thức cần lưu ý. Thì cái tần số phía rotor nó phụ thuộc vào hệ số trượt. À, bây giờ mình xét cái trường hợp lúc mà rotor đứng yên. Rotor đứng yên có nghĩa là lúc cái động cơ nó mới khởi động á, khi mà động cơ vừa mới khởi động bật điện lên á thì nó sẽ có dòng điện cảm ứng chạy trong rotor liền. Phía stator có dòng điện á, nó sẽ cảm ứng qua phía rotor dòng điện cảm ứng liền. Nhưng mà rotor tại vì nó có quán tính, nó sẽ không có quay liền á, còn đang đứng yên lúc đó. Hoặc là mình cố tình mình chặn cái trục rotor lại không cho nó quay. Thì lúc này cái rotor đang đứng yên thì hệ số trượt F nó bằng 1. Hệ số trượt F bằng 1. Khi rotor đứng yên hệ số trượt F bằng 1. Tại sao? S hệ số trượt F nó bằng gì? S sẽ bằng n trừ n1, n1 trừ n chia n1. À, bây giờ n nó bằng 0 ha, tại vì rotor đứng yên thì lấy n1 chia n1 thì nó sẽ ra là S hệ số trượt 1. Thì khi mà hệ số trượt bằng 1 thì tần số dòng điện của phía rotor nó sẽ bằng stator. Tại vì F2 nó bằng S nhân cho F và S bằng 1 thì suy ra F2 nó bằng F. Rồi. Thì lúc này sức động phía rotor ha nó có tần số y hệt tần số phía phía stator luôn. Có nghĩa là E2 lúc này mình cũng tính bình thường là bằng 4,44 nhân W2 nhân F là tần số phía rotor cũng là tần số phía stator luôn ha. Nhân kè dây quấn 2 nhân phi mờ. Rồi, W2 là số vòng dây quấn ở đây thì bị nhầm ha. Cái slide thì chưa sửa. W2 nha, là số vòng dây quấn rotor. K dây quấn 2 là hệ số dây quấn rotor. Chỗ này rotor nha. Ở clip thì thầy sửa thầy quay nhưng mà thầy ghi chỗ này lại chưa sửa mà. Rồi phi mờ là cái biên độ từ từ thông của từ trường quay. Thì đây là mạch phía stator, phía rotor thì coi như dây quấn nó bị nối ngắn mạch. Hôm trước cái rotor mình nói cái rotor mà rotor lòng sắt thì nó có cái vòng ngắn mạch á, vòng ngắn mạch nó sẽ nối tách cái dây quấn lại, nó tạo thành cái mạch kín cho cái dòng điện cảm ứng nó chạy. Rotor dây quấn thì nó có sẽ có điện trở phụ bên ngoài, nhưng mà lúc nó hoạt động á thì người ta cũng sẽ nối tách, nó bỏ qua cái điện trở phụ ha, chỉ khi khởi động nó mới có điện trở phụ thôi. Thì sau này nói cái phần khởi động mình sẽ nói kỹ hơn. Rồi thì rotor nó là cái mạch kín như này. E2 là sức động cảm ứng này, do từ trường quay nó quét lên rotor nó sinh ra cái sức động này. Rồi R2, GX2 là trở kháng của cái dây quấn rotor. Thì sức động sinh ra nó sẽ sinh ra cái dòng điện cảm ứng chạy trong mạch kín này. Tiếp theo mình nói khi rotor quay. Khi rotor quay thì hệ số trượt này nó sẽ nhỏ hơn 1. Hệ số trượt S sẽ bằng N1 trừ N chia N1. Thì cái tần số của xung động và tần số của dòng điện của rotor lúc này nó sẽ đúng theo công thức là F2 bằng S nhân cho F. Thì lúc này xung động nó sẽ bằng gì? 4,44 W2 F2 kè dây quấn 2 nhân phi mờ. Thì lúc này mình sẽ quy đổi ha, cái F2 nó sẽ bằng hệ số trượt S nhân cho F tần số stator. Từ đó mình thấy là gì? Khi mà rotor quay á thì mình sẽ có là xung động lúc rotor quay nó sẽ bằng S nhân cho E2. E2 là sức động lúc rotor đứng yên. Lúc rotor quay thì sức động nó sẽ bằng hệ số trượt S nhân cho E2 là sức động lúc rotor đứng yên. Đúng nha. ES2 là sức động lúc rotor đang quay. Còn E2 là sức động lúc rotor nó đang đứng yên. Rồi thì khi quay á, khi rotor quay thì sức động trên cảm ứng nó sẽ khác so với khi đứng yên nha em. Nhân với hệ số trượt. Rồi, tương tự các cái thành phần khác, ví dụ như là điện kháng X. Điện kháng X thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào tần số F đó em. X nó sẽ bằng gì? 2 pi nhân cho F nhân cho L. F là tần số nhân L.
có nghĩa là bằng omega L, 2BF là omega, X thì bằng omega nhân L. Rồi. Và tần số F này nó phụ thuộc vào cái độ trượt khi rotor nó quay. Do đó cái điểm kháng X khi mà rotor nó quay nó sẽ khác khi rotor đứng yên, X2. S là lúc rotor quay, nó sẽ bằng S nhân cho X2. X2 này là điểm kháng lúc rotor đứng yên. Rồi. Thì cái tỷ số sức huy động lúc quy đổi, cái ơ mình gọi là cái tỷ số quy đổi sức huy động nó sẽ bằng ơ 1 chia 2 tỷ số giữa điện áp phía stator, sức huy động phía stator chia sức huy động phía rotor, giống như tỷ số biến áp ta. Rồi, bằng W1 K dấu bằng 1 chia W2 K dấu bằng 2. Rồi thì cái phương trình cân bằng điện áp lúc rotor quay. Ơ 2 khi mà rotor quay thì mình gọi là ES2 ha. Hồi nãy ở phương trình trước ha, khi mà rotor đứng yên á, rotor đứng yên thì rotor đi trừ yên. Khi cái rotor thì nó quay đã ha. Rồi. ES2 phương trình ES2 thì nó sẽ bằng là I2 nhân R2 cộng C X2 thì phương trình này là ơ 2 này là lúc ơ 2S là lúc rotor đang quay nè. G X2S là lúc cái điểm cái X điểm điểm kháng tản ngay quán lúc mà rotor nó quay nha. Thì mình quy đổi ra tương tự khi đứng yên thì gì? Nó bằng không phải tương tự. Mình quy đổi ra cái tần số cùng tần số luôn. Ở đây ơ 2S là theo tần số của rotor anh em. X2S là tần số theo tần số rotor. Thì bây giờ mình muốn quy ra tần số phía stator thì mình nhân thêm S vô ha. Không, S, R2, chuyển vế qua. Trừ I2, R2, Z, X, S, X2. Đây là cái phương trình tổng quát ha. Khi rotor quay. Vậy khi rotor đứng yên thì mình chỉ thế S này bằng 1 thôi nha em. Khi rotor đứng yên thì mình thế cái S này bằng 1 ha. S này bằng 1. Thì nó ra phương trình khi rotor lúc đứng yên. Còn tổng quát ha. Tổng quát thì khi rotor quay thì nó nhân S vô. Đứng yên chỉ là trường hợp đặc biệt ha, khi hệ số trượt F bằng 1. Còn khi rotor quay thì F này nó thường nó sẽ khoảng 0,0 mấy, dưới 0,1. Đây là cái phương trình, cần lưu ý ha. Phương trình này là phương trình cân bằng điện áp lúc của cái rotor ha. Phương trình dưới cùng này nha. Còn ở trên này là nó chưa quy đổi tần số ha, vẫn đang ở xét ở tần số F2. Còn này đã quy về tần số stator này nè, dưới là quy. Rồi, đây là hai cái phương trình về cân bằng điện áp phía sơ cấp và thứ cấp ha, và phía stator và rotor. Nó tương tự mấy máy áp nha mày, cái này tương tự máy áp, nó chỉ khác là nó có thêm cái hệ số trượt S vô. Tại vì rotor nó quay ha. Mấy em nên so sánh cái phương trình này với phương trình ở máy biến áp nha mày. Lật ra so sánh ha, thì thấy ha, nó chỉ khác là nó có thêm cái hệ số trượt kìa. Có hệ số trượt kìa. Rồi. Tiếp theo là cái phương trình cân bằng sức tự động hay còn gọi là phương trình cân bằng dòng điện. Thì khi mà cái động cơ làm việc á, từ trường quay ở trong cái động cơ á, nó sẽ do dòng điện ở trên dây quấn stator và rotor nó cùng kết hợp lại, nó sinh ra cái từ trường quay. Ban đầu thì từ trường quay nó chỉ là do rotor do stator, nhưng mà khi stator nó quét qua rotor thì trên rotor nó cũng có dòng điện, thì lúc này cái rotor nó lại sinh ra cái từ trường quay thứ hai và nó kết hợp chung với từ trường quay của phía stator. Rồi thì dòng điện trong stator nó sinh ra cái từ trường quay tốc độ là n1 đây ha, giả sử nó là tốc độ là n1, đại ca n1 ha. Thì tốc độ này là tốc độ so với cái stator đang đứng yên ha. N1 là tốc độ từ trường quay so với stator. Stator này đang đứng yên, mình coi tốc độ là stator là 0 ha, coi như tốc độ bằng 0. Thì N1 là tốc độ từ trường quay so với stator. Rồi. Tương tự, dây quấn rotor nó sẽ sinh ra từ trường quay rotor có tốc độ gọi là N2. Chú ý, N2 này là tốc độ từ trường quay của rotor so với một điểm trên rotor. So với cái chính rotor nha, từ trường quay của N2 này nè là từ trường quay của dòng điện trên rotor so với một điểm ở trên rotor. Cái rotor nó cũng đang quay nha. Rồi bài này thầy sẽ gửi lên Classroom lại ha, thầy có ghi ra hình lại rồi. Thực ra thầy chỉ cái này thầy chỉ giảng lại cái bài video hôm trước thầy đã quay ra thôi ha. Lưu ý là cái tốc độ quay N2
N2 này là tốc độ quay của từ trường rota so với một điểm ở trên rota nha các em. Cái rota hiện tại vẫn đang quay. Rồi cái rota thì nó đang quay với tốc độ là N này so với starter. Vậy thì mình muốn biết cái tốc độ của từ trường quay của rota so với cái vị trí đứng yên là starter đấy. Thì mình lấy cái tốc độ N2 này. Mình cộng thêm tốc độ N của rota vô, cộng hai này lại. Thì nó sẽ ra tốc độ của từ trường rota so với starter, so với điểm đứng yên ha, là starter. Thì cái N2 mà cộng với N thì mình sẽ biến đổi ha. N2 thì nó là S nhân N1. N2 là S nhân N1. Và mình cộng với N2S nhân 1 hồi nãy mình nói rồi ha. Rồi. Cộng với N, N là 1 trừ S nhân N1 thì mình cộng lại nó ra là N1. Hồi nãy mình đã nói N2 này là gì? Cái tốc độ gọi là tốc độ trượt ha, là tốc độ chênh lệch giữa từ trường quay so với một cái tốc độ chênh lệch giữa cái rota so với từ trường quay ha. Rồi thì hai cái tốc độ này nói chung á, tổng hợp kết lại nha, tổng kết lại là gì? Cái tốc độ quay của từ trường dây quấn rota nó sẽ bằng tốc độ với từ trường trên từ trường quay của dây quấn stator. Tốc độ của từ trường quay quán rota sẽ bằng tốc độ, thì hai cái tốc độ này nó sẽ bằng nhau. Tốc độ quay của từ trường dây quán rota so với stator thì nó bằng luôn tốc độ từ trường quay của dây quán stator so với cái điểm đứng yên trên stator. Và hai tốc độ này nó bằng nhau nên trong cái động cơ thì nó chỉ có coi như có một cái từ trường quay thôi, tốc độ là N1. Nói chung là hai cái từ trường này nó quay cùng tốc độ với nhau. Sau này mấy em học qua cái phần qua cái phần máy điện một chiều hoặc máy điện đồng bộ thì cái từ trường của dây quấn rota với sepa nó sẽ có sự khác biệt Sau này mình sẽ học nó sẽ rõ hơn. Và ở đây thì nói chung tổng hợp kết lại nha, cái từ trường của dây quấn rota nó sinh ra nó xa tốc độ quay của nó bằng với tốc độ quay của từ trường stator và nó là tốc độ N1. Rồi bây giờ giả sử mình dùng một cái động cơ sơ cấp mình kéo rotor quay. Rồi các bạn kêu bị văng xuống rồi. Đoạn nào mà nếu mà cái mạng nó không ổn mình bị văng ra thì bữa sau coi lại cái video. Rồi. Giả sử mình dùng một cái động cơ sơ cấp kéo cái rotor quay với tốc độ là N1 bằng với tốc độ từ trường quay. Em cố gắng tưởng tượng ha. Cái từ trường quay bình thường á, cái động cơ khi hoạt động thì bình thường là sao? Cái từ trường quay nó sẽ quét qua rotor, nó sinh ra dòng điện cảm ứng trên rotor. Rotor nó sẽ cái dòng điện cảm ứng nó sẽ tương tác với từ trường quay, nó làm sinh ra lực từ, nó kéo rotor quay theo từ trường ha. Nhưng mà tốc độ quay của rotor nó là N, nó sẽ nhỏ hơn tốc độ N1 này. Tại vì sao nó nhỏ hơn? Hôm trước thầy có giải thích rồi ha. Nếu mà nó quay bằng tốc độ thì nó sẽ mất đi cái dòng cảm ứng ở trên rotor và nó mất đi cái lực từ tác dụng kéo rotor. Thì lúc này rotor nó sẽ bị cái lực ma sát nó làm cho chậm lại ha. Nên không bao giờ cái tốc độ quay của rotor bằng với tốc độ từ trường được. Đối với động cơ không đồng bộ ha. Nói không đồng bộ có nghĩa là lúc nào cái tốc độ quay của rotor nó sẽ khác với tốc độ quay N1 của từ trường. Thì tại vì nó phải khác thì tốc độ nó phải có sự chênh lệch thì nó mới cái sinh ra được cái dòng cảm ứng ha, do từ trường nó quét qua các thanh nhận rotor. Còn nếu quay bằng tốc độ thì từ trường nó sẽ coi như đứng yên so với cái rotor luôn, nó không có sự chuyển động tương đối ha. Thì nó sẽ mất đi cái dòng cảm ứng ở trên rotor và nó mất cái lực từ tác dụng ha. Rồi. Bây giờ nếu mình dùng một cái động cơ mình kéo cho cái rotor nó quay bằng với tốc độ từ trường. Thì khi cái rotor mà quay bằng tốc độ từ trường N1 thì lúc này giữa rotor với từ trường nó sẽ không có sự chuyển động tương đối nữa. Thì nó sẽ mất đi cái dòng điện cảm ứng ở trong rotor. Rồi. Chấn động và dòng cảm ứng rotor nó sẽ bằng không. Thì cái phần mà cơ năng mà mình dùng cái động cơ mình kéo cái rotor quay nó sẽ giúp thắng được cái lực ma sát cản cái rotor. Thì lúc này cái rotor nó sẽ quay bằng tốc độ từ trường, mình tránh cố tình mình kéo nó quay bằng tốc độ từ trường ha. Thì lúc này dòng điện cảm ứng ở trên rotor coi như bằng không ha. Thì khi mà dòng điện phía thứ cấp bằng không có nghĩa là gì? Cái động cơ đang hoạt động ở chế độ không tải đúng không em?
dòng điện thứ cấp bằng không, giống như máy ngắt vậy, thứ cấp dòng I2 bằng không, thì dòng điện cấp vô phía sơ cấp, cấp vô là phía sơ cấp nó vẫn có dòng cấp vô sơ cấp nó vẫn khác không ha, tại vì dòng điện cấp vô sơ cấp nó sẽ sinh ra cái tổn hao ở trong phía sơ cấp ha. Thì dòng điện mà khi mà chạy không tải như thế này nó gọi là dòng điện I0 ha. Nên tưởng tượng giống như máy biến áp vậy, biến áp phía thứ cấp I2 bằng không, có nghĩa là không có dòng điện phía thứ cấp ha. Thì phía sơ cấp mình cấp cấp đúng điện áp vô và dòng điện trong sơ cấp lúc này gọi là I0, dòng điện không tải. Thì cái I0 này ha, nó sinh ra sức tự động ở trong cái mặt từ động cơ. Thì sức tự động này sẽ tính bằng MW1 K dây quấn 1 nhân cho I0. M này là số pha nha các em. Số pha ha. Động cơ 3 pha thì M này bằng 3. Động cơ 1 pha thì M bằng 1 ha. W1 là số vòng dây quấn sơ cấp ha, dây quấn stator. K dây quấn 1 là hệ số dây quấn. I0 là dòng điện lúc động cơ không tải ha. Dòng điện không tải. Rồi thì sức tự động nó sẽ bằng cái biểu thức này ha. Rồi, tương tự nếu mà cái động cơ hoạt động lúc bình thường thì N nó sẽ nhỏ hơn N1. Lúc này có sự chuyển động tương đối giữa rotor với từ trường quay ha. Thì sức động cảm ứng ở trên rotor nó sẽ khác không, và dòng điện cảm ứng I2 nó cũng khác không. Thì lúc này dòng phía stator mình gọi là I1. I1 là dòng điện lúc động cơ hoạt động bình thường ha. Phía thứ cấp có dòng điện I2 khác không. Thì sức tự động lúc này nó sẽ sức tự động ở trên mặt từ á, nó sẽ ra hai cái dòng điện I1 và I2 nó sinh ra. I1 là sức tự động phía I1 mà nhân ra với cái biểu thức này MW1 K dây quấn 1 I1. Nó là sức tự động phía sơ cấp. Sức tự động phía phía mặt từ của stator. Còn M2W2 K dây quấn 2 I2 là sức tự động phía mặt từ rotor. Thì tổng cái sức tự động ở trong mặt từ á nó sẽ bằng tổng của hai cái sức tự động này. Rồi. Thì lưu ý là cái sức tự động nó sẽ phụ thuộc theo cái từ thông ở trong trong cái động cơ ha. Mà từ thông này lúc không tải và lúc có tải nó sẽ khác giống nhau ha, bằng nhau, gần như là bằng nhau. Chú ý nha, từ thông ở trong cái máy điện á nó sẽ không thay đổi theo tải. Tải nặng, tải nhẹ gì thì từ thông nó vẫn một cái giá trị cố định ha, gần như là cố định, nó không thay đổi gì quá. Gần như là không thay đổi. Thì cái từ thông này là cái phần mà từ trường chạy trong mặt từ thôi, giống gì đó. Từ trường chạy trong mặt từ nó sẽ không đổi. Dù tải nặng hay tải nhẹ thì từ trường trong mặt từ nó không đổi em nữa ha. Rồi, thì do đó sức tự động ở trong mặt từ nó cũng không đổi. Tổng cái sức tự động lúc không tải ha, có nghĩa là M1W1 K dấu 1 nhân I0 dòng không tải. Sức tự động lúc không tải và sức tự động lúc có tải. Tổng của sức tự động sơ cấp và thứ cấp lúc có tải ha. Thì hai cái này bằng nhau. Rồi thì mình thực hiện biến đổi ra, mình chia tỷ số ha. M2W2 K dấu 2 chia cho M1W2 K dấu 1. Đây, cả hai bên mình chia cho cái đống này ha. M1W1 K dấu 1 chia ra cái hệ số phía bên stator. Thì mình sẽ có gì? I0 rút gọn cái này đi mất nè, còn I0 ha. Rút gọn này còn I1 ha. Cái này chia cho cái này thì mình đặt nó, cái tỷ số này mình đặt nó là 1 phần KI. KI là cái hệ số quy đổi dòng điện từ phía stator, từ phía rotor về phía stator ha. KI. Rồi. Thì mình gọi là cái này gọi là cái hệ số quy đổi nha. Cái tỷ số này, tỷ số mà cái rotor chia stator mình đặt là 1 phần KI. Thì KI này chính là cái tỷ số giữa M1W1 K dấu 1 chia M2W2 K dấu 2. Tỷ số quy đổi dòng điện ha. Rồi. Thì ở đây thì sửa ha. Thì cái 1 KI nhân I2 này mình gọi nó là I2 phẩy. Mình đã quy đổi cái theo cái tỷ số dòng điện ha, về phía stator gọi là I2 phẩy. I2 là dòng điện ở phía rotor ha, nhưng mà mình quy đổi về phía stator thì gọi là I2 phẩy. Theo cái tỷ số quy đổi dòng điện. Thì từ đó mình sẽ có các cái phương trình sau. Cái này là cái phương trình này, I0 này bằng I1 cộng I2 phẩy. Mấy em thấy nó giống y hệt ở phần máy biến áp ha. I0 bằng I1 cộng I2 phẩy. Giống máy biến áp ha, tương tự vậy nha. Rồi. Thì từ đó mình sẽ có các cái phương trình. Thứ nhất là phương trình cân bằng
dòng điện phương trình điện áp lúc chúng ta quay cái không bằng E2 này trừ I2 ha, R2 chia S cộng G2, cái này phương trình này ha. Bây giờ mình nhân cái phương trình này, nhân cái phương trình này với KE, nhân KE chia KE. KE này là tỷ số quy đổi điện áp này ha. KE tỷ số quy đổi điện áp, KE là tỷ số quy đổi dòng điện mình mới nói nãy rồi ha. Hai cái này là hai tỷ số quy đổi ha. Rồi chia cho KE thì mình nhân cái đám này vô ha, nhân hai vế với cái biểu thức này, không nhân cho cái đáp này thì vẫn là không. Rồi E2 nhân cho cái biểu thức này thì là cầm KE. Rồi cái này thì còn là một chia cho KE. Rồi biểu thức này nhân vô ha, nhân vô. Rồi thì khi mà mình rút lại thì mình sẽ còn gì? E2 phẩy, cái này là quy đổi cái sức động E2 về phía SATA thì mình đặt là E2 phẩy. Rồi I2 quy đổi về phía SATA mình thành là I2 phẩy. KE nhân E2 này, nó chính là E2 phẩy quy đổi về phía SATA. I2 nhân cho 1 chia cho KE nó là quy về phía SATA là I2 phẩy. Rồi R2 chia cho S quy nhân với KE, KE mình quy đổi về phía SATA thì nó gọi là R2 phẩy chia cho S. Thì khi quy đổi điện trở thì mình nhân thêm cái hệ số biến áp và biến dòng luôn, KE nhân KE luôn ha. Tương tự điện khác vậy. Mình quy đổi về phía SATA rồi nhân hai tỷ hệ số KE KE, tỷ số biến áp và tỷ số biến dòng nhân cho ha. Thì chốt lại cái phương trình cái sơ đồ thay thế của cái động cơ cái phương trình mà cân bằng điện áp ha, phía rota mà quy về SATA thì mình có cái phương trình này, phương trình cân bằng điện áp quy đổi nha, vừa quy đổi điện áp vừa quy đổi dòng điện về phía quy đổi các điện trở nữa về phía SATA, tất cả đều có dấu phẩy hết nha em, tại vì cái phía SATA với rota nó vừa khác nhau về tần số, nó vừa khác nhau về điện áp nên tất cả quy cùng tần số cùng điện áp về phía SATA hết. Nó hơi khác máy biến áp tí ha, máy biến áp nó chỉ khác cái điện áp thôi, còn phía SATA mà về rota thì rota về phía SATA thì nó chỉ có khác điện áp thôi ha, mình quy đổi điện áp. Còn ở đây cái phía rota nó khác với phía SATA là vừa có điện áp vừa có tần số nó bị thay đổi ha, nên mình phải quy đổi tất cả về. Rồi thì cái E1 và E2 phẩy này nó bằng nhau, E1 và E2 phẩy bằng nhau và nó bằng trừ Y0 nhân RTH cộng CXTH. Chiếu lại cái hình này, E1 là gì, E2 phẩy là gì ha. E1 là cái sức cái điện áp ở trong cái phần cái sức động trên cái phần giao quán SATA này. E2 phẩy là cái sức động ở trên cái phần phía rota nhưng đã quy đổi về phía SATA nha em. E2 phẩy này, còn E2S này là cái sức động thực tế ở trên cái giao quán rota, còn khi mình quy đổi về phía SATA thì nó là E2 phẩy quy đổi SATA thì cái này nó thành E2 phẩy. Thì hai cái điện áp cái sức động E1 với E2 phẩy là nó bằng nhau, E1 E2 phẩy bằng nhau. Rồi nó bằng Y0 nhân RTH cộng GXTH. Thì tổng kết lại mình sẽ có cái hệ phương trình động cơ không một bộ nó có ba phương trình này, thì mình ghi nhớ ba phương trình. Rồi phương trình thứ nhất là U1 bằng Y1 nhân cho R1 cộng GX1 cộng cho YTH, YTH nhân cho RTH cộng GXTH. Thì YTH này là gọi là dòng từ hóa, nó bằng Y0 dòng từ hóa Y0 nhân cho RTH cộng GXTH. RTH cộng GXTH, R là TH là điện trở nhánh từ hóa, XTH là cảm kháng của nhánh từ hóa, điện kháng nhánh từ hóa. Rồi tương tự cái phần rota thì cái phương trình đó là không trừ cho Y0 nhân RTH cộng GXTH. Cái phần này á, cái phần này tương ứng với E1 trong cái phương trình phía sơ cấp thì tương ứng với cái E1, E1 xương động E1 ở trong giao quán sơ cấp. Còn cái phần này trừ Y0 nhân YTH cộng GXTH, Y0 với YTH là bằng nhau nhau em, dòng từ hóa và
dòng không tải y không, ở đây đáng lẽ phải ghi chung một cái, phải ghi nhầm hai cái này nó bằng nhau á, y không và y tá bằng nhau, nó là cùng một giá trị á, nó gọi là dòng từ hóa hoặc là dòng điện không tải, đúng ý nha, y không và y th hai cái này bằng nhau nha, nó là một á. Đáng lẽ thầy ghi chung là y không hết hoặc là y th hết, đây chắc ghi nhầm thì cái phần trừ y không nhân cho rth cộng trừ th này chính là cái trừ e2 á, trừ e2 phải á, trừ e2 phải trừ cho y 2 phẩy r 2 phẩy chia s cộng c x 2 phẩy. Cái này là cái phần sum áp ở trên cái nhánh dây quấn rotor, còn cái phần này là e2 phẩy là cái sức điện động cảm ứng ở trên dây quấn. Rồi cái phương trình thứ ba là phương trình y không, phương trình cân bằng dòng điện ha, y không phẩy y một cộng y 2 phẩy, là phương trình giống như máy biến áp nha mọi người, tương tự máy biến áp mà phương trình điện áp phía stator này là tương ứng với phương trình điện áp phía sơ cấp ha. Đây là phương trình điện áp phía rotor tương ứng với phương trình điện áp phía thứ cấp máy biến áp. Rồi, này là phương trình cân bằng dòng điện, rất là giống ha, rất là giống nha. Rồi thì từ đó mình sẽ có cái sơ đồ tương đương của cái động cơ rất là giống máy biến áp ha. Em thấy có giống không? Đi học ha. Rồi R1 X1 là cái trở kháng tương đương của phía sơ cấp phía stator này ha. Y1 dòng điện chạy trên nhánh sơ phía phía stator. Nhánh từ hóa RTH XTH là nhánh từ hóa, là tương đương cái mặt từ á, quy đổi về cái điện trở ha. Tại vì mình cần quy đổi tất cả về mặt điện thì cái phần mặt từ á, trở kháng mặt từ mình sẽ biến nó thành RTH với XTH. Cái này là trở kháng của nhánh từ hóa, này, gọi là trở kháng của mặt từ ha, quy đổi về điện trở. Dòng y không này là dòng điện lúc không tải, hay còn gọi là dòng từ hóa y không hoặc là y th ha. Nó giống như im với rm xm ở bên phía phía cái máy biến áp thì cái ký hiệu này nó có thể nó hơi thay đổi thế ha. Nó gọi là rth xth là điện trở từ hóa và điện kháng từ hóa của mặt từ ha. Của phần trở kháng của cái phần mặt từ và kẹo không khí á. Cái R2 phẩy X2 phẩy là R2 phẩy chia cho S X2 phẩy rồi cộng X2 phẩy, thì cái này là phần tương đương của cái rotor. Thì mấy em thấy khác gì phía cái máy, nó chỉ khác cái máy biến áp một tí là nó có thêm cái hệ số trượt S ở đây thôi. Đối với máy áp thì nó là R2 phẩy X2 phẩy đúng không em? Còn với động cơ thì nó chỗ này nó là R2 phẩy chia cho S. S là hệ số trượt của động cơ. Thì mấy em thấy là cái sơ đồ này giống gần như là 99% giống với cái máy biến áp rồi nha mấy em. Nó chỉ khác một cái là nó có hệ số trượt do cái động cơ nó quay ha. Nên là cái phần rotor quy đổi về thì nó có thêm cái hệ số trượt S vô thôi. Rồi, chốt lại nãy giờ ha. Nãy giờ mình nếu mà các cái biến đổi đó nếu mình hiểu được thì tốt ha, còn nếu không hiểu thì chốt lại nhớ cái hệ phương trình này nha, chốt lại là nhớ cái hệ phương trình cân bằng điện áp, hệ phương trình cân bằng dòng điện ở trong cái động cơ không đồng bộ. Rồi nhờ hệ phương trình này người ta sẽ quy ra được cái mạch điện tương đương này, điện tương đương và điện tương đương thay thế của cái động cơ không đồng bộ. Thì mình nhớ cái mặt tương đương của máy biến áp rồi thì qua cái động cơ mình chỉ cần nhớ thêm tí là chỗ này nó là R2 phải chế, đây là cái mặt tương đương đó. Rất dễ nhớ nha em, nó không có gì khó hết ha. Cái phương trình nó cũng tương tự phía máy biến áp thôi, có thêm hệ số trượt S này. Rồi ở đây mình lưu ý một tí, thì cái này là cái sơ đồ nguyên bản ha, sơ đồ nguyên bản như này, nhưng mà đối với động cơ người ta muốn phân tách nó ra thì người ta sẽ tách cái R2 phải chia S bên này, dưới này R2 phải chia S này, người ta tách nó thành hai thành phần. R2 phải chia S này người ta sẽ tách thành hai thành phần, đó là R2 phải và một cái thành phần nữa là R2 phải nhân cho một trừ S chia cho S. Cái phần này thì mấy em thấy em lấy cái phần R2 phải mấy em cộng cho cái phần R2 phải nhân cho một trừ S chia S, lấy hai cái này cộng nhau ha, lấy cái cục này với cục này hai giá trị này cộng lại, cộng lại thử đây thì mình sẽ thấy nó bằng là R2 phải chia S phải không? Đây, cộng cái này lại, cộng cái này lại.
R2 phẩy cộng cho R2 phẩy nhân 1 trừ SGS, quy đồng mẫu lên ha, S nhân R2 phẩy ha, cộng cho R2 phẩy nhân 1 và trừ cho R2 phẩy nhân S, thì mình thấy là còn là R2 phẩy chia cho S là giống như bên này nè. Có nghĩa là người ta tách cái điện trở này, người ta quy đổi nó thành hai cái điện trở là R2 phẩy và R2 phẩy nhân cho 1 trừ SGS. Thì tại sao quy đổi như vậy? Thì ở đây người ta muốn tách nó thành theo cái thành phần công suất ha. Thì đối với cái thành phần mà R2 phẩy chia S này là cái điện trở này là cái điện trở nó thể hiện cái công suất tiêu thụ ở phía rotor, thì cái R2 phẩy chia S này là toàn bộ công suất tiêu thụ phía rotor, thì nó cũng chính là cái năng lượng truyền từ phía stator qua, nó gọi là công suất điện từ, công suất tiêu thụ trên cái này gọi là công suất điện từ, tổng công suất truyền qua phía rotor nó sẽ tiêu thụ trên này, công suất tác dụng ha. Còn X2 thì nó đâu có tiêu thụ công suất nha, X2 nó không có tiêu thụ công suất tác dụng ha. Chỉ mình chỉ quan tâm cái công suất tác dụng tiêu thụ trên cái này thì tổng công suất tiêu thụ trên R2 phẩy chia S này gọi là công suất điện từ. Chú ý là R2 phẩy sẽ đặc trưng cho công suất điện từ từ stator truyền qua rotor, và năng lượng tiêu thụ cho nó chính gọi là công suất điện từ, tổng năng lượng truyền qua phía rotor nó sẽ tiêu thụ trên cái điện trở này. Rồi. Thì người ta sẽ tách nó thành hai hai phần, một phần là R2 phẩy thì nó sẽ là cái thành phần đặc trưng cho cái năng lượng bị tổn hao ở trên điện trở của dây quấn phía rotor, R2 là điện trở tương đương của phía rotor, thì năng lượng tiêu tốn ở trên này nó gọi là tổn hao đồng dây quấn rotor, thì thành phần tổn hao ở trên R2 phẩy gọi là tổn hao đồng. Còn cái thành phần R2 phẩy nhân cho 1 trừ SGS, thành phần này là phần còn lại sau khi tổn hao, thì còn lại nó sẽ chuyển thành cơ năng, nó truyền ra bên ngoài cho cái trục động cơ ha. Thì cái phần cơ năng tiêu thụ ở trên trục động cơ thì nó là R2 phẩy trừ 1 nhân 1 trừ SGS. Cái phần R2 phẩy nhân 1 trừ SGS đặc trưng cho công suất cơ trên trục máy, được rồi nha. Thì mình cũng phải nhớ luôn cái sơ đồ này, cái sơ đồ này cũng phải nhớ nha em. Thật ra thì mình chỉ cần nhớ cái này tách ra thành hai cái, một cái là R2 phẩy thì còn lại nó là R2 phẩy nhân cho 1 trừ SGS, nhớ nha. Nó tách thành hai thành phần công suất khác nhau. Cái mặt bên này thì giống như hình máy biến áp mà nhìn nó chỉ khác cái chia thôi, nhưng bên này người ta tách ra một tí thì mình thấy nó hơi khác một tí à, nhưng mà thật sự thì khác cũng không nhiều đâu. R2 phẩy này thì giờ nó giống như máy biến áp rồi, nhưng mà cái tải này, cái phía tải cơ cơ năng nè, thì cái này tương đương với tải ZT ở bên máy biến áp thôi. Cái tải bên máy biến áp thì đây thì nó là R2 phẩy nhân 1 triệu chia, đó là cái phần đại diện cho công suất cơ nó sẽ phát ra ở trên trục trục động cơ. Thì cái đây là cái sơ đồ tương đương, cần lưu ý nhớ nha, nhớ luôn sơ đồ này nha. Thì nếu mà không nhớ thì mình phải biết cách tách nó ra, tách cái R2 phẩy chia S này thành một cái phần là R2 phẩy, một cái phần lại là đại diện cho cái công suất cơ ha. Thì nó sẽ bằng R2 phẩy nhân 1 triệu SGS, lấy cái này này trừ cho cái này thì sẽ ra cái này thôi, lấy R2 phẩy chia S trừ cho R2 phẩy nó sẽ ra cái phần công suất cơ cho nó. Rồi nhớ luôn cái sơ đồ bên 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 phải này ha. Hai sơ đồ này phải nhớ hết nha em, nhớ cả hai ha, nhớ luôn cái đặc trưng của từng thành phần. R2 phẩy sẽ đặc trưng cho tổn hao đồng, R2 phẩy nhân 1 trừ SGS là đặc trưng cho công suất cơ trên trục. Lát nữa mình, bữa sau mình sẽ qua cái phần giảng đồ năng lượng thì sẽ nói kỹ cái chỗ đây cái năng lượng này ha. Rồi một cái giảng đồ nữa là gọi giảng đồ thay thế đơn giản. Thì giảng đồ thay thế đơn giản thì người ta thực hiện một cái thao tác là gì? Biến đổi tương đương bằng cách người ta rinh cái nhánh RTH XTH này, chuyển nó ra phía trước, chuyển ra phía trước trước của R1 X1 đây. RTH nằm ở giữa đây ha. Bây giờ mình chuyển nó ra phía trước này ha, chuyển ra nằm phía trước của nhánh R1 X1. Thì khi mà chuyển, tại sao mình chuyển được? Em chuyển được tại vì cái điện trở này rất là lớn ha, điện trở rất lớn, điện trở rất lớn thì trong khi R1 X1 này rất nhỏ ha. Thì biến đổi tương đương mình có thể dời cái nút ra phía bên ngoài này, và cộng thêm biến đổi này gần đúng thôi nha em, biến đổi gần đúng chứ không phải biến đổi tương đương thì nó nhầm, biến đổi gần đúng ha. Thì mình sẽ cộng thêm R1 X1 vào, mình đưa ra ngoài, đưa cái nhánh ở giữa này ra trước. Thì lúc này
mình biến đổi gần đúng ha, thì mình sẽ có cái đồ thị tương đương như này. R0 x0 nó là R1 cộng RTH ha, x0 là x1 xt. Mình có thể rinh ra được tại vì cái nhánh ở giữa này cái dòng rất nhỏ nên là cái y1 với y2 nó gần như là bằng nhau. À, mình chuyển về trước. Thì nó có một sự biến đổi gọi là biến đổi gần đúng cái mặt điện ha. Người ta biến đổi vậy để người ta dễ tính toán thôi, giống gì đó. Dễ tính toán thôi. À, mấy em muốn tính dòng điện trong nhánh này thì mấy em chỉ cần lấy điện áp hai đầu em chia cho tổng điện trở này thì nó sẽ ra dòng điện. Đơn giản vậy thôi. Để tính dòng điện này cho nó dễ ha. Tính dòng điện y2 trong nhánh này. Mình sẽ lấy u mình chia cho tổng trở đoạn này. Còn ở bên này muốn giải được thì mình phải mình không có thể lấy, mình có u thì mình không có tính được y này ha. Mình phải biết được các thông số trong mạch nữa mới tính được. Còn ở đây chỉ cần biết cái điện trở ha, biết điện áp chia cái ra ha, tính nó nhanh hơn. Rồi, tạm thời bữa nay là mình đi qua cái nội dung đầu tiên là cái sơ đồ thay thế trước đã. Còn phần giảng đồ năng lượng là qua buổi sau. Rồi, tóm tắt lại, thật ra những cái nội dung phía trước á, biến đổi tương đương á, em nếu mà em nắm được thì mình biết cách người ta quy đổi ha. Biến đổi cái từ cái một cái hệ thống vừa mạch điện vừa mạch từ thông qua từ trường ha. Người ta sẽ biến đổi về duy nhất một cái mạch điện. Đổi về duy nhất một cái mạch điện. Mặt điện như này thì mục đích để tính toán cho đơn giản thôi. Thì cái quá trình biến đổi nếu mà nó phức tạp mình không hiểu thì có thể bỏ qua, nhưng mà bắt buộc phải nhớ một số cái. Thứ nhất là ba cái phương trình, cái hệ phương trình trong cái động cơ ha. Tại vì thi nếu năm nay chuyển qua thi trắc nghiệm thì những cái này có thể người ta sẽ hỏi ha. Ví dụ người ta hỏi cái phương trình cân bằng điện áp phía stator động cơ không bột, người ta đưa ra 4 cái phương trình, 4 cái đáp án ha. Mỗi cái nó có thay đổi tí, ví dụ nó thêm dấu cộng, dấu trừ gì đó thì mình phải nhớ. Mà có cái nó có ít, cái nó không có ít gì đó, mình phải nhớ các phương trình này để trả lời các câu hỏi đó. Rồi, nhớ các cái sơ đồ. Các sơ đồ này thì để giải các bài tập ha. Để tính toán. Rồi, sơ đồ. Hai cái sơ đồ phải nhớ luôn ha. Hai cái này phải nhớ. Cái này cũng phải nhớ nha. Và cái giảng đồ tương đương này thì có thể nhớ cũng được, không nhớ cũng sao ha. Còn tương đương này có thể nhớ cũng được. Và thực sự thì chốt lại chỉ cần nhớ cái này thôi. Còn những cái kia nếu mình muốn hiểu rõ thì mình coi lại video thôi. Coi lại video cho rõ. Chốt lại cần nhớ cái phương trình nha. Và các cái mạch điện tương đương. Nhớ nha. Còn cách biến đổi như nào thì nãy giờ thầy nói rồi ha. Rồi, các bạn nào thắc mắc gì về cái nội dung ngày hôm nay không? Hôm nay mình đi tới cái nội dung này thôi, không có qua cái giảng đồ năng lượng, năng lượng qua buổi xong á. Tuần này thì thứ sáu mình được nghỉ á, thì lễ. Rồi, các bạn nào thắc mắc gì thì đặt câu hỏi ha. Nếu không thắc mắc gì thì tại điểm danh cái nghỉ. Nếu mà bạn quên chứ, ngày mai nghỉ đúng rồi, mai là ngày 30/4 mà. Hai bạn 30/4 được nghỉ nha mấy em. Không ai dặn cho mấy em ngày mai nghỉ hả? Nay 29 đúng không? Mai nghỉ. Nay 29 rồi, mai 30/4 nghỉ chứ. Giải phóng mà không nghỉ là được. Rồi chờ thầy điểm danh cái rồi ao nha, đừng ao vội.
mình có thể nghĩ ha. Nếu bạn nào có câu hỏi nữa thì có thể đặt câu hỏi, còn không mình nghĩ. Tám tháng năm đi học thầy ơi. Nghe máy em có thông báo chưa? Dạ có thông báo rồi, 18 tháng 5. À rồi, tới 18 tháng 5 lần ạ. Thầy cứ nghĩ là qua lễ chắc đi học lại rồi. Rồi, thôi cố gắng thêm vài tuần nữa rồi mình hồi có thông báo rồi, nãy qua à. Sáng hả? Mà thì dự kiến là vậy đó. Hôm trước thầy nghe chắc phải qua ngày 10. Hôm nay ở trong tôi đọc thấy ngày 8 mà. Nó nói 18 đó. Dễ thoát ra nha thầy. Ừ rồi mấy em có thể ao ha. Có ao rồi đúng không thầy? Ờ ao được rồi. Rồi thôi nghỉ ha, tắt luôn.